Mến chào quý bà con và các bạn đến với kênh Liên Nguyễn Hoa Kiển và trở lại nhà vườn của chị Hương Đoàn nha. Hôm nay tiếp tục giao lưu pho hoa với Mỹ nha bà con. Nhà vườn thì giao lưu có những cái cây rất là cao, dáng đẹp luôn ha. Một số cây thì lùng lực, thủ đặc, rất là to biết luôn. Sau đây mời bà con và các bạn mình cùng xem và giao lưu với nhà vườn. Em chào chị Hương. Dạ, em xin chào anh Liêm, em xin chào cô chú anh chị đang xem lúc ngày hôm nay của nhà vườn Hương Đoàn em. Thông thường nhà vườn Hương Đoàn em thì lên lúc 4 giờ chiều mỗi ngày nha cô chú anh chị. Khi nào mà rảnh, khi nào mà không có thời gian thì mới nghỉ ngày nha, chứ thông thường là 4 giờ chiều nha cô chú. Cô chú anh chị ủng hộ em thông qua số điện thoại 0939421599. Đầu tiên thì em giao lưu với cô chú anh chị mình cây mã số 1, cây phô giấy Mỹ. Cây này thì nó có hoành cổ là 34, sổ đế là 50, cây mã số 1. Một cây đế đặc luôn, cô chú anh chị cứ quan sát kỹ cây ha. Cây này thì một cây đế đặc tán thì tròn quay luôn. Cây này em giao lưu là 800 ạ. Mã số 1 là 800 bao xếp nha cô chú. Một cây rất là đẹp luôn ạ. Tiếp theo lên mã số 2. Mã số 2 thì cây này là một cây cũ, cũ quái mà tàn bay nha cô chú anh chị. Cây này thì có hoành cổ là 24, sổ đế là 50. Một cây cũ rất là quái luôn, tán đẹp, cây này là đẹp 100% luôn nha cô chú. Cây này em giao lưu là 300 cho mã số 2. Tiếp theo lên mã số 3. Mã số 3 thì cái con này cũng quái quá nè cô chú. Con này thì nó có hoành cổ là 36, sổ đế là 60, cây mã số 3 là 240.000 nha cô chú anh chị. Tiếp theo lên mã số 4. Mã số 4 cây này to nha cô chú. Cô chú anh chị nào thích nào con to dáng chực thì mua cây này nè. Mã số 4 có hoành cổ là 33, sổ đế là 50. Mã số 4 em giao lưu là 340.000 do nó có bị chày trong quá trình vận chuyển nha cô chú anh chị, nên bán giao lưu là 340.000, rất là to nha cô chú. Tiếp theo em lên cây mã số 5. Mã số 5 thì cây này nó có hoành cổ là 30, sổ đế là 55. Cây mã số 5, cây này tông quái ạ. Tông quái mà dáng đứng rất là dễ lên chậu nha cô chú. 330.000. 330.000 cho mã số 5. Tiếp theo lên mã số 6. Mã số 6 là một cây lùng lực bonsai nha cô chú anh chị. Cây này là nhiều rễ nó hợp lại với nhau nè. Cây mã số 6 có hoành cổ là 31, sổ đế là 40. Cây này em giao lưu là 250.000. 250.000 cho mã số 6. Tiếp theo em lên cây mã số 7. Mã số 7 thì cây này cái to nha cô chú anh chị. Cây này giống như một rễ mở có cốt lên nè. Cây mã số 7 nó có hoành cổ là 37, sổ đế là 53. Cây này em giao lưu là 380.000. 380.000 nha cô chú anh chị. Tiếp theo em lên cây mã số 8. Cây mã số 8 thì cây này nó có hoành cổ là 23, sổ đế là 48. Cây này là một cây tàn bay luôn ạ. Tàn bay mà cây này cũng có duyên quá nè. Cây này thì 270.000 ạ. 270.000 cho mã số 8. Tiếp theo lên cây mã số 9. Mã số 9 thì cây này là một cây to, to đặc. Cây này có hoành cổ là 30, sổ đế là 45. Cây này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình là 340.000 nha cô chú anh chị. Cây này đẹp ngay giống hình con hú đang ngồi ha. 340.000. Tiếp theo lên cây này mã số 10. Mã số 10 thì cây này nó có hoành cổ là 28, sổ đế là 45 nha cô chú anh chị. Cây này cũng có duyên dáng lắm nè. Cây này thì em giao lưu là 250.000 ạ. Tiếp theo lên mã số 11. Mã số 11 thì cây này nó có hoành cổ là 30, hoành cổ rất là to nha cô chú. Hoành cổ 30, sổ đế là 45. Cây này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình 240.000 ạ. 240.000. Tiếp theo em lên cây này một cây to nha cô chú anh chị. Cây này có cốt cao luôn nè. Cây này thì mã số 12 có hoành cổ là 42, sổ đế là 60. Một cây to bự đặc cô chú anh chị, thấy nó to bự dữ lắm ha. Cây này đế đặc luôn, cây này thì 800 á. Nói chung là tiền nào của đó hết cô chú, 800 bao ship. Tiếp theo thì lên cây này cây mã số 13. Mã số 13 thì nó có hoành cổ là 24, sổ đế là 45. Một cây tập ghép nha cô chú anh chị mà cực kỳ dễ thương luôn, tàn bay á. Cây này ghép bao đẹp nha, có 200.000 à. 200.000 chi ăn với cô chú anh chị mình luôn ạ. Tiếp theo em lên một cây dáng trực. Cây này là chuẩn dáng trực luôn rồi cô chú. Mã số 14. Một cây dáng trực chuẩn củ bình, tán thì tròn quay. Mã số 14 thì cây này nó có hoành cổ là 26, sổ đế là 50. Cây này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình là 450 ạ. 450. Cái tàn nó tròn lắm nha cô chú anh chị, ăn tiền cái tàn lẫn cái củ luôn nha. 450 cho mã số 14. Tiếp theo em lên mã số 15.
Mã số 15 thì cái cây này là cây tông quái, sổ đế dài, có vành cổ là 28, sổ đế là 60. Cây mã số 15 em giao lưu với cô chú anh chị mình là 220.000 ạ, 220 bao ship. Tiếp theo em lên mã số 16. Mã số 16 đây là một cây phơi to lực củ đặc. Củ này giống như củ bình do cái gãy nó quấn lại ha cô chú anh chị. Mã số 16 thì nó có vành cổ là 25, sổ đế là 50. Cây này thì em giao lưu với cô chú anh chị 380.000. 380.000 nha cô chú anh chị. Tàn thì chồng quay luôn ạ. Tiếp theo em lên mã số này là mã số 17. Mã số 17 thì có vành cổ là 28, sổ đế của cái này là 45. Mã số 17 em giao lưu với cô chú anh chị mình là 230 ạ. 230 cho mã số 17, một con nhắn trực tập ghép. Tiếp theo là mã số 18. Mã số 18 thì cây này có vành cổ là 32, sổ đế là 42. Cây này thì cây dễ thương nha cô chú anh chị. Cây rất là dễ thương luôn, cây này thì 300 ạ, 300 bao ship ạ. Tiếp theo là mã số 19. Mã số 19, cây này thì nó có vành cổ là 26, sổ đế là 50. Mã số 19 thì con này cũng lực đó nè, con này có 250 nha cô chú anh chị, rất là dễ mua, 250 bao ship cho mã số 19. Tiếp theo là em lên mã số 20. Mã số 20, cây này thì có vành cổ là 29, sổ đế là 45. Mã số 20, cô chú anh chị nào thích những con to bự ha, mà nhiều tai tán, nhiều cành để mình về mình ghép ha, lại mã số 20 nè. Cây này thì có 240.000 à. Mã số 20 là 240.000 cô chú. Tiếp theo em lên mã số 21. Mã số 21 là một cây dáng bay củ đẹp nha cô chú anh chị. Cây này thì nó có vành cổ là 27, sổ đế là 50. Mã số 21 con này quá trời đẹp luôn, con này lắc mình nha cô chú. Con này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình là 280.000, 280.000 cho con mã số 21 ạ. Tiếp theo em lên mã số 22. Mã số 22 là một con to bự nha cô chú anh chị. Con này thì nhìn ha, trước tiên mình sẽ chấm điểm cái tàn nha cô chú. Cái tàn của nó đẹp nha, tàn đi lên nha cô chú. Mã số 22 nó có vành cổ là 30, sổ đế 45. Xong rồi tới cái cũ nè, cái cũ cũng đẹp không tì vết nha cô chú anh chị. Mã số 22 em giao lưu với cô chú anh chị mình là 580.000. Nói chung con này đẹp nhờ cái tàn lên nè cô chú, cái tàn thẳng băng nè, 580.000. Tiếp theo là em lên mã số là 23. Mã số 23 thì cây này có vành cổ là 33, sổ đế là 63 nha cô chú. Cây này một cây tông quái giống như một gãy kèm theo những cái gãy phụ ha. Cây này thì 300 ạ, 300 cho con này. Tiếp theo thì em lên cây này là cây mã số 24. Mã số 24 thì cây này tập ghép luôn nè cô chú. Cây này thì nó có vành cổ là 29, sổ đế là 40. Cây tập ghép không phải là giá nó rẻ mà tập ghép, mà tại vì cái cây này là cây tông quái mà có nhiều tay cành cho cô chú anh chị mà vừa thích quái mà vừa tập ghép nha. Cây này 300, 300 bao ship, rất là quái luôn cô chú anh chị ạ. Tiếp theo thì em lên cây này, cây mã số 25. Mã số 25 thì cây này là một cây sổ đế dài trồng 3 chậu. Cây này thì nó có vành cổ là 27, sổ đế là 60. Cây này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình là 270.000 ạ. 270.000 cho con này luôn. Mã số 25, 270 bao ship tận nhà luôn ạ. Tiếp theo là em lên mã số 26. Mã số 26, trời, cây này bự hơn cái chậu luôn rồi. Mã số 26 là một cây phôi lực nha cô chú anh chị. Cây này lùng lực nè cô chú anh chị nào thích lùng lực thì mua mã số 26 được nè. Cây này hoành cổ rất là to luôn, hoành cổ tới 39 luôn ạ. Sổ đế của cây này là 40. Cây này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình là 450 ạ. 450 bao ship nha cô chú. Một cây lùng lực. Trời ơi nó nặng. Nặng chết. Tiếp theo là mã số 27. Mã số 27 là một cây tán màn trà nha cô chú anh chị. Trời ơi, không về lâu dữ lắm luôn. Không về em về cả ngàn mấy cây mà không có tán màn trà nha, mới thân cây luôn. Mã số 27. Cây này nó có vành cổ là 30, sổ đế là 50. Cây này tán màn trà của nó chắc khoảng chừng 1 mét hơn quá à. Tại nãy em quên đo luôn. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 500 ạ. 500 bao ship mà cô chú anh chị. Tại vì tiền phí ship cây này hơi cao nha cô chú, có gì thông cảm giúp em ha. Mã số 27 là 500. Tiếp theo là hôm nay mã số 28 nè. Mã số 28 thì cây này nó có vành cổ là 32, sổ đế là 40. Cây này là một cây tập ghép nên em giao lưu có 170 nha cô chú anh chị. Cây tập ghép 170 mà một cây lực ạ. Tiếp theo là mã số 29, lại là một cây tập ghép nữa cô chú anh chị ơi. Mã số 29 nó có vành cổ là 27, sổ đế là 40. Cây này là có 160 à.
Mã số 29 là 160 bao xíu tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn nha. Tiếp theo là mã số 30 nè. Mã số 30 là tôi ông này sổ để dài quắn quéo nhiều gửi nha cô chú anh chị. Vì chơi có nhiều cô chú anh chị phái nhiều gửi lắm nha. Mã số 30 thì có bành cổ là 25. Sổ đế của cây này là 55, cây này thì 170 ạ. 170 bao xíu nha cô chú anh chị. Tiếp theo là mã số 31. Mã số 31 là cây một gãy. Cây này thì một cây dáng bonsai nha cô chú. Cây này không biết nên nói là gì nữa, cái màu da của nó mắc cười quá. Cây mã số 31 có bành cổ là 24, sổ đế là 45. Cây này em giao ru 200 ngàn thôi. Em không nói là cô chú anh chị tưởng đâu cây linh sam á. Cái màu da nó là cái cây sam, chứ thật ra cây phôi nha cô chú. Tiếp theo là em lên mã số 32. Cây này thì nó có vành cổ rất là to luôn, vành cổ khủng luôn, vành cổ 38 luôn nha cô chú. Vành cổ 38, sổ đế 40, vành cổ 38 mà sổ đế 40 là cô chú anh chị biết cây này là lùng lực bonsai nha cô chú anh chị, một cục luôn. Cây mã số 32 em giao lưu với cô chú anh chị mình là 480 luôn ạ. 480 bao ship ạ. Tiếp theo thì em lên cây này là cây mã số 33. Cây này thì có vành cổ là 22, sổ đế là 40. Cây này thì em giao lưu với cô chú anh chị mã số 33 là 160. Cây này cũng tập ghép nha cô chú anh chị. Cây này chỉ cho có một rễ à, có thể cắt rễ phụ được nè, 160. Tiếp theo em lên cây này cây mã số là 34. Mã số 34 thì cây này có vành cổ là 35, sổ đế là 40. Cây này là cái tông đẹp nha cô chú anh chị, rất là đẹp luôn. Cây này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình là 330 ngàn. Tông đẹp mã tán thì tròn nữa. Cây này rất là đẹp quá, 330. Tiếp theo em lên cây này. Cây này là một cây dáng bay nha cô chú anh chị. Cây này mã số 35. Cây này có vành cổ là 37, sổ đế là 55. Cây này em giao lưu là 400 ạ. Mã số 35 là 400 bao ship nha cô chú. Cây này nó to bự lắm nha cô chú anh chị. To bự mà có 400 ạ. Tiếp theo em lên mã số 36 ạ. Mã số 36 thì cây này nó có vành cổ là 30, sổ đế là 40. Mã số 36 thì em giao lưu với cô chú anh chị cây này là 300. 300, cây này cũng lùng lực một cục luôn nha cô chú anh chị. 300 bao ship. Tiếp theo em lên mã số là 37. Mã số 37, cây này cây phôi to lực nha cô chú anh chị. Mã số 37 thì nó có vành cổ là 34, sổ đế là 55. Cây này là có một rễ nha cô chú anh chị, mà ở dưới đây thì nó trẻ ra thành hai cái chân ha. Cây này em giao lưu là 450. 450 bao ship. Tiếp theo em lên mã số là 38. Mã số 38 là một cây tông ba chậu quấn quéo nha cô chú. Cây này sẽ có vành cổ là 27, sổ đế là 55. Cây mã số 38 em giao lưu với cô chú anh chị mình 260 ngàn. 260 ngàn cho mã số 38. Mã số 38 cũng là mã số của clip. Em xin cảm ơn cô chú anh chị đã bỏ thời gian theo dõi clip của em ạ. Em xin chào ạ. Em cảm ơn chị Hương. Mến chào bà con, cảm ơn bà con rất là nhiều ạ. Hẹn gặp lại bà con mình ở những clip tiếp theo ạ.